Chào các nhà huấn luyện, đây sẽ là một chuyên mục khá mới mang tên Nghiên cứu huyền thoại. Ở trong series này, chúng ta sẽ cùng nhau bàn luận về những truyền thuyết của các Pokemon thông qua những ghi chép, nghiên cứu khác nhau để có thể hiểu rõ hơn về các Pokemon huyền thoại đầy quyền năng và vô cùng bí ẩn. Trong tập đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng nhau đi qua truyền thuyết về bộ tứ mang tên Lực lượng tự nhiên, những vị thần cai quản đất đai và mùa màng. Lực lượng tự nhiên gồm 4 Pokemon đại diện cho mùa màng và thiên nhiên. 4 Pokemon này bao gồm Tornadus, Thundurus, Lanorus và Enamorus. Chúng thay phiên nhau tạo ra những vòng tuần hoàn khí hậu khiến cho đất đai được phì nhiêu hơn, con người, nông sản có đời sống sung túc và trù phú hơn. Chúng ta có thể xem bộ tứ này là bộ tứ huyền thoại có mối liên kết chặt chẽ nhất với con người. Và như đã biết thì càng về những thế hệ sau, có rất nhiều Pokemon được thiết kế dựa trên những điển tích, thần thoại được truyền miệng qua nhiều đời. Và bộ tứ này cũng không ngoại lệ, thậm chí mối liên kết của bộ tứ này đối với văn hóa và truyền thuyết tín ngưỡng Á Đông là vô cùng phức tạp. Cho nên ở phần tiếp theo của video, chúng ta sẽ cùng nhau đi sâu vào từng con một để hiểu hơn về các vị thần này. Và thứ tự đề cập thì tôi sẽ lấy số sừng trên đầu từng con mà sắp xếp. Đầu tiên là Thundurus. Thundurus là vị thần gây mất thiện cảm với con người nhất trong cả 4 vị thần. Con người luôn lo sợ trước những tia sét khổng lồ phóng ra từ phần gai trên đuôi của nó. Pokédex có ghi lại rằng những nơi vị thần này đi qua đều để lại một tàn tích cháy đen, những vụ cháy rừng lớn và vô vàn những đợt sét đánh khiến người dân vô cùng hoảng sợ. Nhưng thực ra chính những tia sét đó đánh xuyên qua những lớp đất, tái tạo lại thảm thực vật, để lại những sinh vật vi sinh, khiến cho đất đai trở nên màu mỡ. Ngoài ra mỗi khi sét đánh sẽ tạo ra một phản ứng hóa học giữa nitơ và oxy, tạo ra hợp chất oxy nitơ. Sau đó lượng oxy nitơ dồi dào này sẽ hòa lẫn vào nước mưa, tạo thành nitrat, mà nitrat là hợp chất vô cùng tốt đối với sự phát triển của thực vật. Đó là lý do vì sao cây cối sau cơn mưa sẽ phát triển tốt hơn là khi chúng ta chủ động tưới nước. Thiết kế của nó được lấy cảm hứng từ Raichin, một vị thần sống trong văn hóa Nhật Bản. Vị thần này cũng khá nổi tiếng khi cũng là nguồn cảm hứng sáng tác nhiều nhân vật khác nhau trong văn hóa đại chúng. Bên cạnh đó, vào thế hệ thứ 8, ta còn biết được thêm Thundurus thì thiết kế dựa trên vị thần Hy Lạp Notus, người mang lại những cơn bão mùa hè khi nó học được chiêu độc quyền Wild Storm, bão minh lôi. Và thần sấm Raichin thường được nhắc đến là một phần trong bộ đôi khi đi chung với người anh em của mình là thần gió Fujin. Vị thần gió là nguồn cảm hứng thiết kế cho Pokemon tiếp theo mà chúng ta sẽ nói đến. Tornadus được miêu tả có thể bay với tốc độ 320 km/h. Đôi lúc kéo theo phía sau nó là những cơn lốc xoáy, những đợt bão lạnh thấu xương. Nó cũng được ghi nhận là hay được nhìn thấy ở trên các bầu trời và những vùng núi tuyết, dù cho hệ của nó có là hệ bay đi chăng nữa. Điều này cũng lý giải một phần là vì sao mặc dù là thần gió, nhưng trong Pokemon Legend Arceus, để gặp được vị thần này, ta phải cắm trại và chờ đến khi trời có bão tuyết. Người nông dân cũng có vẻ không mấy thiện cảm với vị thần này, vì những con gió bị nó vô tình tạo ra đã phá hoại không ít hoa quả và mùa màng của họ. Tuy nhiên, chính sự luân chuyển không khí không ngừng mỗi khi vị thần này di chuyển là nguyên nhân giúp cho 4 mùa trong năm luân phiên thay đổi. Và nếu các bạn để ý thì thế hệ thứ 5 chính là thế hệ duy nhất áp dụng hệ thống 4 mùa vào trong game. Tornadus ở thế hệ thứ 8 học được Blitzwing Storm, hàng lãnh phong bạo, chứng minh rằng nó được thiết kế dựa trên vị thần Boreas, người mang đến những cơn gió mùa đông. Nhưng trên hết, Tornadus được lấy cảm hứng thiết kế từ Fujin, thần gió trong thần thoại Nhật Bản. Fujin và Raichin là hai anh em luôn đối đầu nhau, cũng như Tornadus và Thundurus, sinh ra đã luôn là những đối thủ thích vuốt má nhau mỗi khi chạm trán. Và cũng chính sự tương tác thô bạo của hai vị thần gió và sấm này đã gây ra những cơn bão lớn trong tự nhiên, khiến cho một vị thần thứ ba được sinh ra để cân bằng lại hiện tượng thiên tai này, đó chính là Lanorus. Khác với hai ông thần ở trên, có thể coi đây là vị thần được yêu mến nhất bởi nhiều fan hâm mộ. Chỉ có mỗi Lanorus là được xây dựng một ngôi đền riêng cho chính mình, vì vị thần này được coi như là người bảo vệ ruộng đồng. Đuôi của nó là nơi tập hợp những dưỡng chất được cấu thành từ phản ứng tạo ra bởi mưa giông và sấm sét. Nghe khá là quen đúng không? Đó cũng chính là lý do mà Lanorus được sinh ra như một năm vương hòa bình, người sẽ ngăn chặn những cuộc xung đột của Tornadus và Thundurus diễn ra hàng năm. Sau khi mưa giông sấm chớp qua đi, Lanorus lấy những dưỡng chất tích tụ được thông qua những cuộc chiến đó lan tỏa cho ruộng đồng, khiến chúng trở nên màu mỡ và phì nhiêu hơn. Tương tự với hai vị thần trên, thì Lanorus được lấy cảm hứng dựa trên vị thần Onari, cũng trong thần thoại Nhật Bản. Vị thần này được xem như là người bảo hộ mang đến sự màu mỡ và là vị thần nông nghiệp. Ta cũng có thể liên hệ thiết kế của Lanorus thông qua vị thần Eurus trong thần thoại Hy Lạp, người đại diện cho những cơn gió phía đông, mang lại trái cây và ngũ cốc,
đi kèm với những cơn gió khô nóng. Chi tiết này lý giải vì sao chi độc quyền của Lanoros là Sandstorm, bão nhiệt sa. Lanoros là một Pokemon khá hiếm gặp. Ở vùng Unova ta chỉ gặp được nó khi có sự xuất hiện của cả Tornadus và Thunderous. Thở xa xưa ở vùng Hisui, người ta chỉ thấy nó thấp thoáng trên những hòn đảo. Danh xưng vị thần ruộng đồng cũng xuất phát từ đây, khi mà Lanoros cùng với thành viên thứ tư trong bộ tứ đã giúp người dân vùng Hisui cổ xưa chăm bón mùa màng. Và chúng ta đến với vị thần có bốn chiếc sừng cuối cùng, đại diện cho tình yêu, là Inamorous. Đây cũng chính là mảnh ghép mới nhất được giới thiệu trong Pokemon Legend Arceus, là bóng hồng duy nhất của lực lượng tự nhiên, sau ba anh chàng cao to lực lưỡng trước đó. Inamorous được mệnh danh là sứ giả của mùa xuân, vì mỗi khi thấy nó xuất hiện trên bầu trời, người dân thổ xa xưa trong vùng sẽ biết được đã đến lúc chấm dứt những ngày đông và một mùa vụ mới đang bắt đầu. Nó cũng được cho là sẽ bay xuống từ trên trời cao để trừng phạt bất cứ ai đối xử thiếu tôn trọng với sự sống. Vì thế mà Pokédex của nó gọi nó là Pokémon tình yêu và thù hận. Thiết kế của nó được lấy cảm hứng từ khá nhiều nơi, nhưng nổi bật đầu tiên phải kể đến là vị thần Hy Lạp của những cơn gió phía Tây, Zephyrus. Người sẽ mang đến mùa xuân và sự sinh sản. Đó là lý do nó có chiêu độc quyền Springtide Storm, bão hoa xuân. Ở dạng hình người thì như ba vị thần trước đó, Inamorous dựa trên Ugachin, vị thần thu hoạch và sinh sản, với biểu tượng là một vị thần rắn quấn quanh một cái đầu là đàn ông hoặc là phụ nữ. Ngoài ra cảm hứng về hình dáng cái đuôi rắn cũng được lấy một phần từ các nữ thần rắn, đặc biệt là Mansa của Ấn Độ giáo và Bồ Tát Jangali của Phật giáo bí truyền Trung Quốc. Cả hai vị thần này được cho là người đã sống sót và đánh bại được chất độc của rắn hoặc là những con rồng. Người dân tôn thờ họ như những vị thần chữa lành những chất độc và bảo trợ cho khả năng sinh sản. Bên cạnh đó, vô tình hình tượng đuôi con rắn này lại khớp vô cùng với một biểu tượng cực kỳ nổi tiếng khác trong văn hóa phương Đông của chúng ta, mà tôi sẽ đề cập trong phần tiếp theo sau đây của video. Nhưng trước hết, có một câu hỏi được đặt ra là tại sao ba ông thần kia lại được tìm thấy ở Unova, còn Inamorous mãi đến khi du hành thời gian về vùng Hisui, tức là Sinnoh ngày nay, ta mới bắt được Inamorous, và tại sao lực lượng tự nhiên lại xuất hiện ở vùng Hisui? Có một giả thuyết khá hợp lý về việc này, khi cho rằng Tornadus, Thunderous, Lanoros và Inamorous thở xa xưa, thích bay đi khắp nơi để ban phước cho những cánh đồng, và Hisui là một vùng đất vô cùng hoang sơ. Người dân lấy nông nghiệp làm chủ yếu, nên những vị thần đã dừng chân tại đây và giúp con người khai hoang ruộng đất, nuôi trồng nông sản. Sau khi nơi đây trở thành một vùng đất màu mỡ, thì các vị thần lại lên đường đến những vùng đất khác. Và ở Unova, thì trưởng nhóm Lanoros lại được ghi công bằng một ngôi đền, nên họ đã chọn ở lại nơi đó cho đến ngày nay. Còn Inamorous lại có một mối liên kết chặt chẽ với Koshita. Theo lời thoại lúc Koshita giới thiệu người chơi về Inamorous, và sau khi chúng ta bắt được Inamorous xong, có vẻ như Inamorous sẽ đến vùng Hisui vào mỗi mùa xuân để chơi với Koshita. Và khi bị người chơi thu phục, Koshita nói rằng sẽ tạm thời giao Inamorous cho chúng ta, vì khi chúng ta chết đi thì Inamorous sẽ tự do một lần nữa. Điều này lý giải cho số phận của những Pokemon huyền thoại bị người chơi bắt được. Và nếu ba vị thần kia chọn đi khắp nơi rồi kết thúc hành trình của mình tại Unova, thì Inamorous lại chọn vùng Hisui như là ngôi nhà của mình để có thể làm bạn với Koshita. Nói một chút về Koshita thì đây có thể là một nhân vật vô cùng bí ẩn và có rất nhiều khả năng là người bất tử khác. Ngoài hoàng đế Eiji của vùng Kalos, có rất nhiều đoạn thoại cho thấy Koshita là người am hiểu tất cả truyền thuyết về vùng Hisui, cũng như bà ấy tự tin rằng Inamorous sẽ quay trở về với bà sau khi người chơi đã qua đời vì tuổi già. Và đây là câu trả lời về việc tại sao không tìm thấy được Inamorous ở vùng Unova thời hiện tại. Hình dạng thú Therian Form. Lực lượng tự nhiên khi ở dạng người có hình dáng dựa trên những vị thần của văn hóa Nhật Bản, nhưng khi chúng tiếp xúc với vật phẩm Review Class sẽ thay đổi hình dạng thành hình dạng Therian. Chi tiết sử dụng một tấm gương để biến đổi từ hình dạng người thành hình dạng thú này được lấy cảm hứng từ kính chiếu yêu trong văn hóa Trung Quốc và phong thủy học phương Đông. Nếu coi Tây Du Ký nhiều thì chắc ai cũng biết kính chiếu yêu có tác dụng gì. Những con yêu quái tu luyện ngàn năm để trở thành hình người, dù có pháp lực cao siêu hay ngay cả khi chúng có thể giả mạo thành thần thánh, chỉ cần nhìn qua tấm gương này để sẽ hiện nguyên hình. Khi áp dụng vào hình dạng thú của lực lượng tự nhiên, thì ở đây không mang ý nghĩa nói lực lượng tự nhiên này là yêu quái, mà nó đang ám chỉ về việc sử dụng tấm gương có khả năng soi chiếu vào tâm hồn của sinh vật, khiến cho chúng thức tỉnh hình dạng thật sự, tức là hình dạng người của bộ tứ thần đèn này là dạng vật chất hữu hình của họ. Còn hình dạng thú mới là hình dạng nguyên bản, biểu trưng cho những sức mạnh tâm linh và vô hình của bộ tứ này. Gương chiếu yêu hay là review glass như là một cầu nối giữa thế giới vật chất và thế giới tâm linh, giúp cho bộ tứ này từ thế giới tâm linh có thể kết nối với thế giới vật chất của con người. Bộ tứ lực lượng tự nhiên chỉ ở trong hình dạng thú khi họ di chuyển qua lại hàng ngàn cái số trên đại dương và sẽ chuyển về hình dạng người khi ở trong đất liền. Có một số giả thuyết cho rằng các vị thần này làm vậy là vì không muốn làm kinh hãi người dân. Họ muốn trở thành hình dạng gần gũi nhất với con người và gần với nhân dạng mà con người thờ phụng. Và nếu để ý kỹ thì bốn hình dạng thú Therium Form này được lấy cảm hứng thiết kế từ tứ linh trong văn hóa phương Đông. Thanh Long ứng với Thunderous,
Chu Tước ứng với Tornadus, Bạch Hổ ứng với Landorus và Huyền Vũ ứng với Inamorus. Tứ linh hay tứ thần thú là biểu tượng quan trọng trong phong thủy, tượng trưng cho văn hóa tâm linh và tín ngưỡng của người dân Á Châu. Điều này lại vô cùng trùng khớp với ý nghĩa ám chỉ hình dạng thú của bộ tứ tự nhiên này, chính là hình dạng mang sức mạnh vô hình từ cõi tâm linh. Và một điểm không thể bỏ qua đó chính là bộ tứ linh thú lại có điểm gì đó liên quan đến bộ tứ hung thú ở vùng Paria, khi cả hai bộ tứ này đều được lấy cảm hứng từ thần thoại Trung Hoa. Tứ linh sẽ là người trấn giữ sức mạnh của tứ hung. Nếu đem vị trí phong ấn của tứ hung thú áp vào vị trí bốn phương của tứ linh, ta sẽ có Inamorus Huyền Vũ, phía bắc ứng với Thiên Lưu, Thunderous Thanh Long, phía đông ứng với Chi Yu, Tornadus Chu Tước, phía nam ứng với Wu Jin, và cuối cùng Landorus Bạch Hổ, phía tây ứng với Chim Pao. Để mà nói về tương khắc hệ thì ta sẽ thấy được sự cân bằng khi mà hệ của Inamorus là tiên và bay sẽ khắc chế hệ của Thiên Lưu là đất và bóng tối. Hệ của Tornadus là bay sẽ khắc chế hệ cỏ bóng tối của Wu Jin, hệ điện và lửa của Thunderous và Chi Yu sẽ tác động cân bằng với nhau, không bên nào triệt tiêu bên nào. Còn hệ băng của Chim Pao sẽ khắc chế 4 lần đất và bay của Landorus, không bên nào vượt trội hơn bên nào mà sẽ nằm ở thế cân bằng lẫn nhau. Cuối cùng thì sau những giả thuyết cũng như là thần thoại được kể thì lực lượng tự nhiên đại diện cho sự trù phú và vòng tuần hoàn của thiên nhiên ban tặng cho con người. Mỗi vị thần đều có vai trò quan trọng, góp phần không nhỏ tạo ra ruộng đồng, hoa quả và nguồn sống. Họ cũng là đại diện cho những giá trị vô hình như là bốn mùa trong năm, những cơn gió mang theo sự sống mới, kết thúc một chu kỳ cũ. Và những tác giả thiết kế thật sự đã đầu tư rất nhiều cho bộ tứ này, khi lồng ghép rất nhiều giá trị văn hóa phi vật thể để nêu bật lên tinh thần chung của thế hệ thứ năm, đó chính là sự cân bằng âm và dương, là một mối liên kết chặt chẽ giữa giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể. Đến đây thì series này hy vọng sẽ mang đến cho mọi người cái nhìn sâu sắc hơn trong thiết kế của những Pokemon. Rất vui nếu nghe được thật nhiều đóng góp của các bạn để series này càng ngày hoàn thiện và giúp lan tỏa thông điệp thiết kế trong Pokemon càng ngày được đầu tư về chiều sâu, chứ không chỉ dừng lại ở vấn đề đẹp xấu bên ngoài mà có thể phán xét một cách dễ dàng. Cảm ơn các nhà huấn luyện đã xem đến giờ phút này. Xem mình tôi thăng đây. Bye bye.